Tết Trung thu năm nay thì lại có hàng nghìn em nhỏ nhiễm Covid-19 đang phải nằm điều trị ở bệnh viện. Để giúp các em có thêm tinh thần lạc quan, vui vẻ trong ngày Tết đặc biệt này thì các bệnh viện dã chiến tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị những phần quà cho các em. Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm bệnh nhi đang phải cách ly, điều trị tập trung tại các bệnh viện thu dung dã chiến. Để động viên tinh thần cho các em an tâm điều trị và có một Tết Trung thu thật ý nghĩa, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam thành phố, Quỹ học bổng Vừa A Dính và Trường Hướng nghiệp Á Âu đến các bệnh viện dã chiến số 6, 7, 8 và khu vực dân cư có hoàn cảnh khó khăn tại phường 2, quận 8 để tổ chức Trung thu cho các em. Ban tổ chức sẽ trao tặng 1.000 phần quà cùng với 1.500 chiếc bánh Trung thu cho các em thiếu nhi đang cách ly điều trị tại các bệnh viện dã chiến trên. Đơn cử như điểm tặng quà Trung thu, bệnh viện dã chiến số 7, 300 món quà Trung thu gửi tặng các em, nhưng để đảm bảo giãn cách an toàn, không tụ tập, lực lượng y tế sẽ đến từng phòng để trao tặng đèn ông sao, đèn Pokemon, bánh Trung thu. Món quà tuy đơn giản nhưng cũng đủ khiến các em cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ để có thêm tinh thần chiến đấu với bệnh tật, sớm được trở về nhà. Sài Gòn tôi sẽ sớm mai sum vầy, sẽ không có giây phố thưa lại đầy. Sài Gòn tôi sẽ tái sinh rạng ngời, sẽ như lúc xưa sẽ lại vui. Bình Tân, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận sẽ ôm xiết nhau bắt tay vui mừng. Và anh rồi sẽ dắt em đi dạo, quán quen chia khôn ta cùng trao. Đó, và thực tế là gì? Là mình đã viết rồi, đã viết thành giọng trưởng, chuyển thành bài vui, chuyển lời thành một cái bài rất là vui, nhưng mà không ai đón nhận, không ai ủng hộ, không có nhiều like, không có nhiều lượt share như là cái bài đầu tiên. Có vẻ nó cũng vô duyên, giống như là cái câu thôi nếu buồn thì hãy cười lên nhé. Hàng quán hay chợ búa hay là công trường, dạp hát hay là công viên rồi giữa đường, cửa đóng then cài để bao người nhớ thương, quạnh vắng khi nhìn lá rơi đầy vấn vương. Những dây răng mắc khắp mọi nơi như đang buộc trói tâm hồn tôi. Tiếng xe còi hú nghe tạ tới.